bạn chỉ biết tour cùng mai mong hồ nọ khi đại chia tại chôn khai sơn Cambodia bạn thấy không đấy cho dương miền lan chấm nôn bay cướng và miền Mercedes một cướng morning một cướng hay đường kia carnival full of sun chấm biết và cứ dương là thợ ca đi chơi tour đồng bay tầm đẹp tới mai tại mà đón chấm nhóm đang ao bóng ôn mờ rất dồn mạng kia khá này bó cho nam bí bó nó phải mối và nó cứ bộ phết phù lọc sân này mà đón bóng phổ nát bà phù lọc sân và phù lọc sân ấy cứ lọc sân với cứ bị xe mình tên bóng phổ nát bà anh ấy nơi khám ai ăn miên tế bóng phổ nát nơi khám ai ăn miên tế kìa hạ gỡ bộ phết phù lọc sân cho nam bí bó nó phải mối nắng bà lọc sân với cứ special bà nhảy tới cứ bị xe và hay có ở tư miền chợ này nơi cái đấy nè bà rất là thăng mình đến bà có máy nó không còn mà không mặc cảm này hay chúng nói bị sai bảo vệ nó cứ ở bia chỉ một phép cái hậu thà cái con full LCD đẹp đó bà full LCD và thuyền thách photo đẹp buồn đẹp đó đẹp buồn thuyền đẹp đó bà đây là rất dân của phòng tài chế không có nữa bà chân option với mình chào mình tên mà mình chẳng là nó rộp tế bà này bị miền tầng ambient light và cái những bộ này option với tràn miền tầng và xong rồi dân bật thì bật đám có camera với ví dụ ấy mới đã hay camera với bay rồi học tiền một bộ này và miền cái ấy cái đây là che và miền này là trích bạc thạch kính hay năng này cao thà bộ quan bị trôi lệch một cái cứ ra chụp phết mồ lắm và hai mình trăm đây vẫn đang đấy ở việt bà sẽ là sân sơ thay chẳng ổn á bà ông bố thấy nhé bà thay chẳng ổn thay viên miên là cái hai ta bật bộ tam cái lỗng lời đời xoay bộ bọt này một người nó bộ phôn còn là chơi tế nè bị chập cái lỗng lời đời xoay bộ bọt hai option với cứ full pin đây mà đón nhưng mà bụt tổng chập cái lỗng lời bật bật vì ô tô tăng pram này mà đóng tiêu với cứ ô tô tăng pram này mà đóng miền sensor và miền cái ấy preset đấy mà sau đây cái ấy tục muốn và hay miền là blind spot monitor và anh ấy sẽ nhạc đó làm nắng nó về để miền lan nơi kia nâng dương về để riêng nâng và chênh rồi dương bạc vào tam đoàn lời nâng và cứ kia đó chịp lương nó không có chọn nâng hai miền traffic crawl hollet nó về để dương đô và lòng lời ấy cứ kia phân lưu từ nhà ấy nó về để dương bạc bò khó có lòng lời nè ta hai kháng khăn ông mỗi cứ cái hai thà bò lướng bà khăn ông viện lương tích và vì mẹ lương khăn đôi một hết lan chụp phón đấy bạn đấy người ta được lương mà là móm mà sạch và vậy nhé thay là tiếp cái nơi thay mình tên và sân sơ thuế hay bây giờ bằng bốn thuế cứ ô tô tăng pram này mà đón đó bà ô tô tăng pram này mà đón chẳng là một hết option xuyên xuyên cứ cả lại công tơ với nó cứ prai analog để và cái nào bị bọn học thay muối và ở đây cứ prai full nè bạn phụ bình này mà đón nè và đội phụ sẽ đại ép thoát chẳng và hai bên biên là kẻ hào thà rì đô thuế khói bóng bốn nè bà rì đô nó đôi chìa ven non chắc bà và nè đôi ven non chắc bóng bốn nè bà chắc là nó dân trong tờ lẽ cả bán nhưng trong tờ lặng dân cả bán đấy anh ấy dương trong vậy thanh nặng coi gần cái đó cứ mạch bật phim cà phê cầm tay thằng ngày thế lên tờ nặng móc cứ bằng thằng ngày bạn thấy dương anh mơ khởi trong vụ đó bạn mơ luôn và hai này cứ sao bao phía bạn mây đây mà đón mà phi crop mây đây mà đón vụ đó dạ mây đây mà đón chân sao bóng viết cứ miền bị chia bật bạc vì rút bóng viết đằng song hàng nắng hay nắng cái hai ta bị chia bị chạy bị chụp ngái đi khởi cái lạnh hồ lọn thế mà còn á cứ sát sát mà tên sao của nó chụp mây vậy miền cái ấy để chạy cái đau vậy cái ấy cái đau chạy nắng
ហើយមាន drive mode បាទមាន drive mode បើកបោគ្រប់បានស្ថានភាពផ្លូវទាំងអស់បាទ eco mode បាទអញ្ចឹង graphic របស់វាគឺដូរទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវដែលយើងជ្រើសរើសបើកបោបាទមាន eco mode សំចៃអញ្ចឹងទៅបាទហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងសាកថ្មដោយប្រើ wireless charge បងប្អូនណាបាទនេះគឺយើងដាក់ទូរស័ព្ទចូលនឹងទៅវាសាកថ្មតែម្ដងហើយ USB មានរុនតដល់3ណាបាទ3វាប្រើសង្កត់ថាច់ទាំងអស់ហើយហើយជា go to មែនតើបងប្អូនកាមេរ៉ា360អីបាទ 1M ឃើញទេបងប្អូនបាទបាទទំនើបស្អាតបាទហើយក្អីវានេះមានរុនខ្យល់នេះបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងអាទ្វារអូតូទាំង5តែម្ដងបាទ5ទ្វារតែម្ដងឯសំបីតើកៅអីខាងស្ដាំវាកន្លែងអ្នកដំណើរនេះក៏មានប៊ូតុងចុចសេរីបានដែរបងប្អូនណាបាទប៊ូតុងចុចសេរីបានដែរបាទឡានគឺនៅស្ថានភាពថ្មីខ្លាំងតែនចង់បងប្អូនដែលត្រូវការចាប់អារម្មណ៍កំងបាទគឺធានាតម្លៃក្រោនទីផ្សារបាទហើយ option យើងធានារើសអាប្រភេទ special ជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទគុណភាពទាំង option និងតម្លៃគឺជាពិសេសបាទក្នុងឱកាសនេះបាទហើយរថយន្តនេះបញ្ជាក់បងប្អូនมันមានច្រើនទេបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរយើងក៏គេអត់នាំទៅដែរប្រភេទនេះដោយសារ option ប្រភេទ full នេះវាតម្លៃថ្លៃនៅស្រុកគេនេះតម្លៃថ្លៃហីបាទប៉ុន្តែបើមកទឹកវាអាចតម្លៃរៀងគេប្រើបាន 4-5,000 គីឡូ 10,000 គីឡូអីចឹងវាអាចតម្លៃល្អវិញបាទតែតការ៉េយើងនឹងស្រាប់ហើយវាប្រើឡានតែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំនេះគឺវាដូរចោលហើយចឹងណាបាទបាទឥឡូវយើងចូលបន្ទប់ហើយបាទយើងចូលសដេះទៅមុនណាបាទចូលសដេះទៅមុនបាទយយ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 យ